Xin chào tất cả em học sinh lớp 6. Hôm nay thầy giáo dẫn chúng ta làm một bài toán tìm x. Các em cùng theo dõi đề bài. Phần A, mở ngoặc 3 1/2 cộng với 2x nhân với 2 2/3 bằng 5 1/3. Phần B, giá trị tuyệt đối của x cộng 1/5 bằng 3/4. Bây giờ để tìm x trong phần A này ta làm như thế nào? Thì trước hết để tìm được x trong phần A thì chúng ta phải đọc đề bài và quan sát các số ở trong đẳng thức A. Vậy chúng ta quan sát ở đây là chúng ta có là mở ngoặc 3 1/2 là hút số cộng với 2 nhân x, mở ngoặc nhân với hút số 2 2/3 bằng 5/3. Vậy thì việc đầu tiên mà các em cần phải làm đó là ta đổi các hỗn số thành các phân số để cho dễ dàng trong việc thực hiện tính toán. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đổi các hỗn số này thành các phân số. Hỗn số 3 1/2 để hỗn số đổi số hỗn số này sang phân số thì ta lấy phần nguyên là số 3 nhân với mẫu là 2 cộng với 1 thì ta được phân số 7/2. Như vậy ta sẽ có phân số 7/2. Mở ngoặc. Phân số 7/2. 7/2 cộng với cộng với 2x giữ nguyên, 2x đóng ngoặc nhân với hỗn số 2 2/3, ta lấy 2 nhân 3 bằng 6 cộng với 2 bằng 8/3. Ta sẽ chèn một cái công thức toán đó là 8/3 bằng hỗn số 5 1/3, 5 x 3 15 cộng 1 bằng 16/3. Ta có phân số 16/3. Sau khi chúng ta đã đổi các phân số, các hỗn số thành các phân số thì để tìm x, chúng ta thấy x nó nằm ở trong cái biểu thức 7/2 cộng với 2x. Thì chúng ta trước hết các em sẽ đi tìm cái biểu thức ở trong cái ngoặc đơn này. 7/2 cộng với 2x thì đóng vai trò giống như một thừa số chưa biết. Chúng ta sẽ lấy tích là 16/3 chia cho 8/3. Khi đó chúng ta có đó là 7/2 cộng với 2x bằng 16/3. Phân số 16/3 mang chia cho phân số 8/3. Chia cho phân số 8/3. Như vậy chúng ta thực hiện phép chia của hai phân số 16/3 chia cho 8/3. Chia một phân số cho một phân số, chúng ta lấy số bị chia nhân với số nghịch đảo của số chia. Chia cho 8/3 thì ta nhân với 3/8. Ta sẽ có 7/2 cộng với 2x phân số 7/2 cộng với 2x cộng 2x bằng 16/3. Ta có phân số 16/3 nhân với phân số 3/8 nhân với số nghịch đảo của số chia là 3/8. Chúng ta thực hiện phép nhân của hai phân số này, khi đó ta sẽ có là 7/2 cộng 2x sẽ bằng 16/3
ta sẽ có là 16 phần 3 nhân với 3 phần 8. 16 còn là 8 bằng 2, 3 còn cho 3, như vậy là kết quả cuối cùng bằng 2. Vậy thì làm đến đây rồi thì chúng ta tiếp tục đi tìm x. 7 phần 2 cộng với 2x bằng 2. Khi đó chúng ta đi tìm 2x sẽ bằng 2 là tổng trừ đi phân số 7 phần 2. Trừ đi phân số 7 phần 2. Bây giờ các em đi thực hiện một phép trừ một số nguyên cho một phân số. Số nguyên thì nó không có mẫu, ta biến đổi cái số nguyên này thành phân số có mẫu là 1 rồi đi quy đồng mẫu. 2 thì sẽ viết thành 4 phần 2 trừ đi 7 phần 2. Vậy khi đó chúng ta sẽ có là 2x bằng 4 phần 2 trừ 7 phần 2. Phần 2 trừ đi phân số 7 phần 2. Vậy thì 4 phần 2 trừ 7 phần 2 thì bằng 3 phần 2 âm 3 phần 2. Như vậy khi đó 2x sẽ bằng âm 3 phần 2. Ta thì viết là âm 3 phần 2. Bây giờ chúng ta lại có là 2x bằng âm 3 phần 2. Vậy thì x thì bằng bao nhiêu? X khi nó sẽ trở thành một thừa số, chúng ta sẽ lấy là âm 3 phần 2 ở trên. Ta mang chia cho số 2. Chia cho số 2. Vậy thì chia cho một số 2 thì ta nhân với số nghịch đảo của số 2 là nhân với 1 phần 2. Khi đó x sẽ bằng âm 3 phần 2 nhân với 1 phần 2. Nhân với chia cho 2 thì nhân với số nghịch đảo số 2 là số 1 phần 2. Vậy thì âm 3 phần 2 nhân với 1 phần 2, ta thấy là âm 3 nhân 1 và 2 nhân 2 thì ta sẽ có là bằng âm 3 phần 4. Khi đó x chúng ta tìm được là bằng âm 3 phần 4. Như vậy là phần A ta tìm được x thì bằng âm 3 phần 4. Với phần B, B làm nào? Ở đây giáo sư hướng dẫn các bạn trình bày phần B. Chúng ta bây giờ chuyển sang trang mới. Và xóa phần A đi. Và thay thế đó vào phần B. Bây giờ chúng ta trở lại với phần B. Vậy thực hiện sang phần thứ hai. Phần B này chúng ta làm nào? Giờ các em cùng quan sát phần B. Giá trị tuyệt đối của x cộng 1 phần 5 bằng 3 phần 4. Như vậy là giá trị tuyệt đối của x cộng 1 phần 5 bằng 3 phần 4. Có nghĩa là biểu thức x cộng 1 phần 5 sẽ nhận hai giá trị đối nhau là 3 phần 4 và 3 phần 4. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được
suy ra cái gì? X cộng với 1 phần 5 cộng với phân số 1 phần 5 1 phần 5 thì bằng với phân số 3 phần 4 hoặc x cộng với 1 phần 5 cộng với phân số 1 phần 5 thì bằng âm 3 phần 4. Bây giờ chúng ta có trường hai, có hai trường hợp này, ta lần lượt đi tìm x trong từng trường hợp một. Trường hợp thứ nhất là với x cộng 1 phần 5 bằng 3 phần 4. Thì đây chúng ta sẽ có x sẽ bằng phân số 3 phần 4 trừ đi phân số 1 phần 5. Phân số 3 phần 4 trừ đi phân số 1 phần 5 ta áp dụng quy tắc đổi dấu chuyển hàng số hạng một dương 1 phần 5 sang thành hành trừ 1 phần 5 khi đó ta sẽ có là quy đồng mẫu x sẽ bằng phân số thứ nhất có mẫu là 4, phân số 2 mẫu là 5. Do vậy là mẫu chung thế là 4 x 5 bằng 20. Phân số nhất chúng ta quy đồng lên thành thành phân số nào? 5 x 3 15, 15 phần 20. Vậy chúng ta có phân số 15 phần 20. Trừ đi phân số 2 nhân từ mẫu với 4, ta được 4 phần 20. Ta được phân số 2 là 4 phần 20. Mười năm mà trừ đi bốn thì chúng ta có là x gì bằng 11/20. Vậy chúng ta sẽ có được phân số 11/20. Vậy chúng ta tìm được giá trị của x. X thứ nhất đó là x bằng 11/20. Bây giờ tương tự chúng ta sẽ tìm x1 cộng 1 phần 5 bằng âm 3 phần 4 ta thì nó bằng bao nhiêu. Kiểu thứ hai là với x cộng 1 phần 5 bằng âm 3 phần 4 thì trong trường hợp này ta tìm x như thế nào. Khi đó x thế ta lấy âm 3 phần 4 ta trừ đi phân số 1 phần 5 1 phần 5 chúng ta cũng đi quy đồng mẫu hai phân số này thì đó x sẽ bằng âm 3 phần 4 quy đồng thành thành âm 15 phần 20. Ta sẽ có phần số nó là âm 15 phần 20. Trừ đi phân số 4 phần 20. Âm 15 mà trừ đi 4 thì bằng âm 19 phần 20. Thì đó ta sẽ có là x bằng âm 19 phần 20.
Như vậy là với phần A chúng ta tìm được một giá trị của x, nhưng phần B biểu thức của x dưới dấu giá trị tuyệt đối. Do vậy là chúng ta sẽ tìm được hai giá trị của x. Trường thứ nhất là x bằng 11/20 và x bằng -19/20. Trên đây giáo đã hướng dẫn chúng ta thực hiện, đó là bài toán tìm x. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.